Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình đang ngồi đây với bản cập nhật V-League version 2 đến từ Group Mod V-League Việt Nam. Và như vậy thì đây là hình ảnh các cầu thủ Sông Lam Nghệ An với Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh ở trên cái ảnh nền của chúng ta. Ok, và đây để vào chơi thì chúng ta sẽ phải chơi offline thôi. Cái bản mod V-League này thì hứa hẹn coi như là quách hơn rất là nhiều so với các cái bản trước đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải vào profile và load cái squad V-League version 2. Và mình sẽ review cho anh em cái mod này xem nó như thế nào. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy vào team sheet một chút nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ, sau khi apply squad vào, chúng ta sẽ có Việt Nam. Đấy, đây là BKMX Bình Dương. Anh có thể nhìn thấy đội hình của BKMX Bình Dương ở đây. Đông Á, Thanh Hóa. Các cầu thủ đã được cập nhật lên nhá. Cập nhật rất là nhiều. Nam Định đây. Đây là các Hà Nội đấy. Áo quần áo khác luôn. Có Quang Hải đây. Có Quang Hải thì không biết là sau này thì cập nhật cái squad mới thì Quang Hải có đi châu Âu hay là đi Thái, đi Nhật gì không. Hải Phòng cũng đã có logo mới rồi anh em nhá. Hải Phòng logo rất đẹp luôn. Nguyễn Hải Huy có luôn. Marty Lò. Trung Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng có hết. Nói chung là đã cập nhật rồi. Đây là Thành phố Hồ Chí Minh. Có Võ Huy Toàn kìa. Sang Sơn, nói chung là cập nhật ok hết rồi anh em nhá. Còn đây là Hoàng Gia Lai. Hoàng Gia Lai thì vẫn thế thôi, vẫn như từ cái video trước mình chơi. Đây là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Áo mới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh luôn anh em nhá. Áo rất đẹp luôn. Đây Sài Gòn FC này. Đỗ Mơ Lô kìa. Đó, anh em thấy SHB Đà Nẵng này. Đấy, mình sẽ cho anh em xem qua cái đội hình này. Đây, Sông Lam Nghệ An đây. Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức kìa. Đó, Phạm Xuân Mạnh. Topland Bình Định. Bình Định thì có Adriano Smith. Có Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài. Oách luôn. Thủ thành Vũ Tuyên Quang kìa. Nghiêm Xuân Tú kìa. Đấy, trông là rất oách luôn. Viettel FC có Nguyễn Hoàng Đức, Hồ Khắc Ngọc. Trương Văn Thiết, Bùi Tiến Dũng này. Trần Nguyễn Mạnh. Đó. Đây, và dạo một vòng đấy là hết cái đội hình V-League rồi. Để mình sẽ cho anh em đi qua thử cái đoạn này xem như nào. Đây, Việt Nam đây. Không thể nhìn thấy xem các cầu thủ trông như nào. Nó không hiện hình cầu thủ nhỉ. Âu Dụng Quang Nho giờ sang Hải Phòng rồi anh em. Đúng rồi. Dụng Quang Nho sang Hải Phòng rồi. Đúng rồi, chính xác. Cái Việt Nam này là ấy, và loát hơi chậm tí anh em nhé. Triệu Việt Hưng này, Triệu Việt Hưng mặt thì chưa giống lắm. Tất nhiên là khó để mà có thể làm full hết được anh em ạ. Đây là Bùi Tiến Dụng này. Nó chỉ có khoảng 70% là face nó giống hết thôi. Cứ từ từ để mình xem nào. Xem Mai Xuân Quyết nào. Trông cũng được. Trần Liêm Điều này. Để xem nào. Hoàng Anh Gia Lai này. Việt Huỳnh Tuấn Linh này. Ôi giống phết nhở. Đông Triều này. Kim Đông Su. Ôi, trông đẹp phết anh em ơi. Barbosa. Tiêu Vê San này. Ôi, trông đẹp trai đấy. Văn Thành thì vẫn thế. Ây à, Trần Bảo Toàn trông mẹ đẹp trai hẳn anh em ơi. Ôi, Trần Bảo Toàn đẹp trai đấy. Washington Brandel. Lê Đức Lương. Lê Văn Trưởng. A Hoàng này. Rồi, từ từ xem Công Phượng xem có cập nhật mới không. Công Phượng trông cũng ra gì đấy. Rồi, để mình sẽ vào mình test thử một vài trận xem anh em nhé. Xem là tình hình như nào. Này thì phải chơi offline này. Đó, còn anh em nào muốn tìm thêm thông tin về mod thì anh em có thể xuống đọc cái phần mô tả của mình nha. Mình sẽ ghi ở dưới đó cho anh em. Đây là Việt Nam. Thì mình sẽ test Hà Nội FC đi. Hà Nội FC áo đẹp lắm anh em ạ. Trông áo như cứ như PSG. Trông áo thật đấy. Mà Hà Nội thì phải đá với Viettel là Topland Bình Định đúng không? Đá Topland Bình Định đi, Topland Bình Định trông có vẻ nhiều hơn. Vậy
áo Tottenham Milan Bình Định trông cứ như áo AS Roma nhỉ. Hay thật. Văn Hậu, Văn Kiên, Hai Long. Này, đông đủ phết anh em ạ. Đấy, cho vào test xem tình hình như nào. Rồi, play match. Rồi, 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 và đây. Tất nhiên là chưa có sân vận động anh em ạ. Sân vận động vẫn phải dùng chùa sân của thế giới thôi. Nightwolf V-League 1. Đấy, Hà Nội FC, Topalan Bình Định, hàng đẩy Stadium. Trông rất là oách luôn. Đấy, anh em nhìn. Áo Bình Định như kiểu AS Roma. Còn áo Hà Nội trông lại cứ nà ná áo PSG. Hôm nay chúng ta vẫn sẽ có sự phục vụ của Nguyễn Quang Hải, chứ anh Quang Hải trong game chưa đi châu Âu, chưa đi nước ngoài đâu. Cứ từ từ đợi khi nào Quang Hải đi chúng ta cập nhật. Đấy. Và cái bộ nhận diện thương hiệu V-League trong này cũng thay đổi hết rồi anh em nhá. Nightwolf V-League hết, Sâm Ngọc Linh hết. Đó. Trọng tài áo FIFA chuẩn đét của Việt Nam luôn. Đây là có lẽ là Hồ Tấn Tài. Nhắc đến những người họ Hồ này lại hơi giật mình cái vụ Hiền Hồ với cái ông Hồ gì đấy. Nanokovac. Cay thật. Hay các cầu thủ ra bắt tay nhau phét. Đấy, trông rất là oách. Hình ảnh mình cảm giác lại trông có vẻ đẹp hơn cái lần trước anh em ạ. Trông có vẻ oách oách hơn. When you see it like that, their central midfield players look a little bit isolated. But I'm expecting the two fullbacks to push up to make it more of a 3-4-3 and I think we'll see a lot of positional rotation in this starting 11. Này đội hình của Bình Định đây. Có Adriano Smith là cầu thủ phải nói là Việt kiều. Đấy, trông rất cao to, oách, đẹp trai. Vừa lên tuyển xong. Đây là hai quảng. Trong sân có V-League mà đẹp như này thì khéo lên tầm thế giới lâu rồi. And now they get the ball rolling. Rồi. Quang Hải. Ok, chết rồi. Quang Hải đấu óc để ý sang League One rồi. Nọ thấy có thông tin hóng hớt cái gì mà người đại diện Quang Hải đăng lên Facebook là ý là được nghĩ đến cảnh được đá cùng với lại PSG với Monaco các kiểu. Không biết là như nào, không biết là tương lai Quang Hải sẽ đi đâu. Chung sang giải nào cũng được, nhưng mình chắc chắn một điều anh em là Quang Hải sẽ có cái trình cao hơn so với những người như là Công Phượng hoặc là Tuấn Anh, Xuân Trường gì đấy xuất ngoại xong. Nói chung là không ăn thua. Ít ra Văn Hậu về còn đá to khỏe, đá đầu óc hơn. Tư duy đá nó đỉnh hơn chứ mẹ. Mấy ông ngoài Gia Lai xuất ngoại xong đúng kiểu chỉ thương hiệu sang phát tờ rơi với lại lau cái dự bị. Chịu. Kể cả Văn Hậu có ngồi dự bị nhưng vẫn được đá đội trẻ đúng không? Chứ không như mấy ông kia dự bị là dự bị tất. Ngồi món đít luôn. Quang Hải đi giải nào cũng được, nhưng khi Quang Hải sang nước ngoài đấy là một cái vinh dự lớn cho người hâm mộ Việt Nam và là một cái chắc chắn là tương lai sẽ sáng hơn rất là nhiều, tại vì môi trường bóng đá chuyên nghiệp nước ngoài nó sẽ luôn có một cái gì đấy, nó ở một cái đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với V-League. Nên là anh em đừng có nói cái giọng điệu là nào là sang ngồi ghế dự bị này kia, chỉ có hoàng cầu thủ Hoàng Gia Lai là sang theo cái kiểu thương mại thì nó mới thế. Còn Quang Hải là thực sự muốn đi, chứ không giống như các trường hợp trước. Đây là Văn Quyết. Ây da. Quang Hải. Ui. Tuấn Hải. Chung là mình nói thật anh em, có những cái sự thật nó mất lòng. Đấy là ông Park có quá nhiều quan hệ dưới luồng với bầu Đức nên thành ra là mẹ rất nhiều suất trên tuyển Việt Nam bây giờ mẹ dành cho cầu thủ Hoàng Gia Lai mà thực sự nó không xứng đáng một tí nào, nói thật anh em thế. Hãy nhìn xem RB của Việt Nam rất nhiều người hay, mà tại sao lúc nào Văn Thanh và Hồng Duy cũng có suất trên tuyển mà trong khi vào đá như hạch.
không phải là mình chê hai cầu thủ đấy đá kém, mà cầu thủ nào cũng thế, sẽ có lúc phong độ lên xuống. Thế nhưng mà kể cả như phải có những cái lúc mà phong độ nó xuống thì trên tuyển không biết bao nhiêu người có thể thay thế được, nhưng mà không, vẫn cho lên để chấp hai cánh luôn, vãi trưởng. Ui, không ZD được vậy. Nào. Uầy. Hay quá, Quang Hải. Quang Hải chọc khe à, hay quá. Mà đúng kiểu Quang Hải vào đây chỉ số 68, nó thuộc dạng cao nhất V-League con mẹ rồi anh em ạ. 68 cao nhất V-League thì vào đá nó cũng phải khác bọt chứ anh em. Mà anh em nhìn này, cái mode này, bộ nhận diện thương hiệu này, mẹ biển quảng cáo nó đều rất là Việt Nam, rất là quen thuộc. Đấy thì mẹ tí chết. Có cả những cái banner cổ vũ Hà Nội vô địch này kia các kiểu, trông nói thật là trông cực kỳ là sướng. Chung là tại vì cái này thì là mua một lần nhá, xong là anh em bên làm mốt sẽ cập nhật trọn đời. Đấy, cập nhật đến phiên bản cuối cùng, đến khi nào mà đầy đủ phây xong rồi đủ các cái loại thể loại khác thì anh em không phải trả thêm tiền. Đó, đây là Đỗ Hùng Dũng, hay quá. Đỗ Hùng Dũng, đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Cảm giác hình ảnh trông nó có vẻ sắc nét đẹp hơn. Cũng có thể là do game update thì nó có fix một cái vài lỗi chẳng hạn, hoặc là mình update driver các đồ án nó vậy. Mình không biết, mình chưa biết là như nào. Ủa vậy là phạm lỗi à? Hùng Dũng phạm lỗi rồi. Quang Hải thì cập nhật quả đầu mới trông rất giống ngoài đời. Đẹp trai. Đúng rồi. Yes, they defended really well all over the pitch. Tuấn Hải. Work rate and discipline has been excellent. But any drop in tempo and this lead could easily Quang Hải. Quang Hải. Ui. Một quả đầu undercut của Quang Hải. Tí tí thôi. Nào, đánh đầu ạ. Đúng rồi. Để hết hiệp này mình sang đổi sang đội khác để review thêm một vài team với anh em. Mình nghĩ là mình sẽ chọn Hải Phòng đấy. Tiền đạo ngoại sút thế này là hỏng rồi. Câu lạc bộ Hà Nội là câu lạc bộ đầu tiên ở Việt Nam mà mình thấy mẹ cầu thủ nội phải gánh cầu thủ ngoại anh em ạ. Mẹ khiếp nọ đá. Mẹ mùa hai ông không nhớ là Cộng hòa Séc à hay là đấy. Đá mẹ tù kinh khủng luôn. Rồi ok, để sang coi restart different team xem nào. Đó, Hải Phòng FC xem nào. Hải Phòng đá xuống làm Nghệ An đi. Trông được đấy. Có tiền vệ Hải Huy này. Nó tin lò. Ô Dụng Quang Nhọa đá CDM. Thôi mình cứ để đội hình mặc định nhá, xem nào. Đây, chúng ta sẽ được đá có vẻ như là sân lệch tray thì phải. Đó. Không biết bên đã fix. À, fix chính tả rồi, ngon. Bản trước là gạch tray CH
Bản này fix rồi anh em nhá. Câu lạc bộ Hải Phòng, hội cổ động viên. Đấy, trông bách chưa? Mọi cái trông nó sướng mắt hẳn anh em ạ. Đây là tiền vệ Hải Huy này. Hải Huy là cũng đã có lần đầu được gọi triệu tập lại lên đội tuyển quốc gia sau một quãng thời gian khá là lâu rồi. Chu Đình Nghiêm bắt được anh em ơi. However, that will only work if they don't drop too deep and can't support the main striker. Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dụng giờ đá CB à? À. Châu Ngọc Quang à, Hải Huy, Martin Lò, Triệu Việt Hưng. Đó, những cái tên quen thuộc mình đã xem Hải Phòng mùa này cũng được vài trận rồi. Tất nhiên là tại nhà mình không có ca cộng, cũng không có On Sport nên là kiểu thi thoảng sẽ xem vài trận trước lên VTV6 thôi. Sông Lam Nghệ An. Rồi, trông rất bảnh luôn. À, Sông Lam Nghệ An sẽ ra bóng trước anh em ạ. And so the match is underway. Sông Lam Nghệ An đá chắc là ăn thua hơn Topeland Bình Định lúc nãy. Đây đá đã có vẻ cảm giác là mẹ chạy ăn thua hơn. Ui mẹ Văn Toản bắt như kiểu mẹ Oblak nhỉ. Quả bay người trông giống Oblak vậy. Việt Hưng. Ui vậy. Pressing căng quá. Thằng Thái Bình. Cái gì nhỉ? Thái Bình thì đá cho Hải Phòng, Hạ Long thì đá cho Nam Định. Sao quả đấy lại mất bóng nhỉ? Ô, không biết bị à, không biết bị à. Hộ cái. Ôi kìa. Mấy tiền đạo tẩy nhanh thế. Michael Olaha. Ôi kìa. Oseni đã lãng phí một đường kiến tạo của Phan Văn Đức. Ai à? Đá căng thế. Mẹ đúng mấy anh em Nghệ An đá mẹ chi xoạc rồi. Sợ thật. Hy vọng là hôm nay những người anh em Hải Phòng không bị ăn một quả penalty tưởng tượng nào. Châu Ngọc Quang. Hải Huy. Ui. Đội trưởng Hải Huy đá đang rất căng luôn. Nói chung là Hải Huy thì mình biết đến Hải Huy là cũng chỉ mới 1-2 năm gần đây thôi, là kiểu thấy đá rất nhiều kinh nghiệm mà kiểu lắm lúc mình thắc mắc là đéo hiểu tại sao lại lắm cầu thủ Việt Nam đá V-League hay như thế mà không được lên tuyển. Thôi một tình huống để hồng của hàng phòng Hải Phòng rồi. Oseni đóng quả đấy thì chịu rồi. Lúc nào nói nhiều cái là mẹ ý rằng mất tập trung, cay rồi đấy. Thôi mình sẽ hạn chế nói lỗ vãi cả đến mẹ nhìn hàng, anh em nhìn hàng phòng ngự Hải Phòng. Cái đấy, dàn hàng ngang xong đuổi theo, trông tù ấy, không ai kèm luôn, không ai ở dưới, đều dâng cao hết. What the fuck? À quên, mẹ đây là cầu thủ Việt Nam chứ không phải mẹ mày De Bruyne, làm sao truyền được những quả như thế. Bóng đá thắng thua bình thường mà anh em. Đúng rồi. Ui. Mẹ nó đè kìa. Cái này là mẹ dùng sức là thắng được dễ dàng luôn.
Môi trường V-League quả là khắc nghiệt. Hay quá. Giày xanh là ai đây? Chắc Hải Huy à? Đúng rồi, Hải Huy. Hay quá đội trưởng Hải Huy. Phản công nó phải như vậy. Đúng rồi. Kể ra V-League trận nào đã được như này thì ngon chứ, đá cứ cầm bóng được, chuyển được 3 đường là mất bóng. Tình huống sút chéo góc đến từ Hải Huy. Phan Văn Đức. Thêm Phan Văn Đức chấn thương rồi, lên tuyển vừa lên tuyển lại thêm mấy ông chấn thương. Mệt thật đấy. Hay chưa? Martin lò. Hải Huy. Úi kìa. Martin lò không đón được đường bóng của Hải Huy. Anh ấy bị kèm. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hay quá, mẹ Văn Toản cao 1m9. Đúng nhỉ? Văn Toản cao 1m9 không? Nói chung là cao. Bật khác hẳn luôn. Châu Ngọc Quang. Ok kìa. Sức ông CDM của Hải Phòng lại nãy mình ấn truyền bao nhiêu lâu ấy cứ đứng nhìn cay thật, thế là mày bị pressing thôi thì cứ bây giờ cứ đành ấp ừ là ừ chỉ số kém thì xoay sở kém vậy thôi. Đây này, Triệu Việt Hưng. Martin lò. Hải Huy. Hay quá, mẹ phối hợp nó phải thế anh em. Huy làm ngay cú đúp đội trưởng. Quá nhờ. Chắc suất lên tuyển ở đây chứ đâu nữa. Đường kiến tạo của Martin Lò, pha chạy chỗ thông minh của Hải Huy. Đánh lừa hậu vệ Sông Lam Nghệ An luôn. Tình huống úp mu nhưng lại giống cửa lòng. Rất khó hiểu. Đấy. Phây bản Hải Huy ở trông đẹp hơn hẳn các cái bản trước. Và các cầu thủ Việt Nam ở trong bản V-League, ý là đội tuyển Việt Nam từ trước ấy, thì được lấy phây từ FIFA Online 4, Việt Nam Best. Mùa Việt Nam Best và Việt Nam Legend thì phải, không biết. Hồi xưa là thẻ Việt Nam thường, không? Việt Nam Star là cái gì? Thẻ Việt Nam thôi. Bây giờ mới là Việt Nam Best, thì Việt Nam Best sẽ có thêm cả Hoàng Đức, Trọng Hoàng các kiểu. Chứ còn cái bộ thẻ cũ là từ hồi AFF Cup là không có, chỉ có mà còn trả đầy đủ đội tuyển cơ. Thẻ vàng rồi. Triệu Việt Hưng. Ê à, đúng là mấy anh Tây. Khó rồi. Rồi, hết hiệp rồi. Giờ sẽ chuyển qua xem Việt Theo xem trông Hoàng Đức có khác bọt không. Hoàng Anh Gia Lai đi. Đội trưởng Bùi Tiến Dũng à? Cho đội trưởng Hoàng Đức ê. Đá đội hình mặc định luôn anh em nhé, test luôn xem tình hình như nào. Đây rồi,
hội cổ động viên Viettel FC các kiểu đây rồi, câu lạc bộ bóng đá Viettel quá tuyệt vời luôn. Thì cũng là sân hàng đẫy thôi, nhưng mà chắc là hàng đẫy fake, thì đánh chịu thôi anh em, biết làm nào rồi. Hoàng Đức, ui Hoàng Đức chụp đẹp trai nhờ, cái gì luôn. Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kickoff, earn the right to play. Đội Viettel trông đẹp thật đấy. Ui, phây phủng các kiểu, trông oách luôn. Quần áo mới cập nhật hết luôn. Để bây giờ sẽ xem chiếu mặt các cầu thủ đi xem. Đây là Tuấn Anh, nhà thơ Piccolo phố núi rồi. Không hiểu, 5 năm, 5 bàn trong sự nghiệp. Văn Toàn, Công Phượng. Đây hình như cả ba cầu thủ đều được lấy từ FIFA Live 4 anh em ạ. Trương Việt Hoàng. Đây là đội hình Viettel đây. Trần Danh Trung là một cầu thủ trẻ tương đối đẹp trai. Không phải nói rất đẹp trai so với cái mặt bằng chung như thế. Anh em nhìn những oách không? Okay, Jefferson Brandao kìa. Washington. À, Jefferson Bano chứ, Washington Brandao. Đội hình 4-4-2. Chu Tuấn. Kim Dong Su. Còn luôn Giovane. Ôi Giovane trông đẹp, trông oách nhỉ, nhìn cứ như là face thật ấy, đẹp hơn cả face scan 3D của FIFA. Rồi bắt đầu. À, Hoàng Đức hạt nhân trong lối chơi à, Hoàng Đức. Đá thì cũng phải có trận thắng trận thua anh em. Ok, sao da đen trông chú bé đần vậy. Hay quá, Bùi Tiến Dũng. Trần Danh Trụng, trời ơi. Well, that never looked like trouble in the keeper, did it? But it was worth an effort, a good strike from him. Ui, cha. Ui. Ok nha. Ok, Trần Minh Mạnh ôm gọn trái bóng rồi. Đây này, Pedro Paulo. Chết rồi. Looking confident with the ball at his feet. Had a chance to whip it in here. Can he convert? Ui. Tưởng vào ở đấy thì mẹ vô lý quá. Nào, làm gì? Đúng rồi. Still level here, but the pressure escalating. Bùi Duy Thường. Không có ai cả. Chết thật. Không có tuyến dưới lại chưa kịp ở vào. Đấy, chết thôi. Nào, bạn làm gì? Bạn làm gì? Well, space for them here. Ok. Không sao, không sao, chưa sao hết. Vẫn còn Nguyên Mạnh ở đây, vẫn oách.
And relief as the keeper holds on. Well, he reacts so quickly, doesn't he? That's a great bit of work from him. Read it well. Xuân Trường. Do they mean business on this occasion? Đúng rồi, hay quá. But they took care of the situation defensively. And the pass could do damage. And tossing through. Hay chưa? Hay chưa? Đây là Bruno, đúng không? Tình huống phản công quá hay của cầu thủ Viettel. Kinh nhờ. Hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai vẫn kém như thường đấy. Đấy. Giovane. So the ball rolling again with the score line standing at 1-0. Can they make one of these passes? Ôi thôi. Hay quá. Không là ghi bàn đấy. Ấy à, người 5 năm trên tuyển không ghi bàn. Vào game là phải ghi bàn ngay. Well, you have to ask, where's the defending? The keeper is completely exposed, but he still had to finish it and he did it really. Sút tốt đấy. It's a good goal. So back underway following the equalizer. Making excellent progress with the ball at his feet. Really good challenge. Well, the conditions look pretty good for the counter attack. Ôi ôi ôi. And it's there for Phạm Quyền Mạnh đéo chịu lùi về cứ đứng nhìn. Đã vui vẻ thì. And the ball is moving again. Ôi. Anyone's guess how this is going to finish. 2-1 currently. Well, the attack looks promising. Này thì công Phượng này. Hay quá. It looks promising. Ôi. Perfect example of how to put in a tackle and a corner will be next. Abuminov. Đánh đâu? Ai đánh đâu không? Ui, không ai cả. Sao lại còn một mình ông nào dưới này? Hết hiệp một thì mình có lẽ cũng xin phép dừng video tại đây. Test qua vài đội thế, 6 đội cũng là nửa cái V-League rồi. Đúng rồi, Pedro Paulo. Ok. Sao lại sao? Mẹ cái tay cầm làm sao mẹ chọc khe nó cứ đi mẹ ra đi đâu ấy. Rồi xin chào các anh em trong cái video sau nhá.